vậy sẽ bị ghét các thứ rồi. Đúng rồi, không có pha chẳng làm được gì.
rồi mà xa cách rồi mẹ. Nó làm cái mới được 15.000, 15.000 là sắp. Cái kiểu nó như là nó vi phạm bản quyền nó quá không? Thì kiểu gì nó bị xóa bằng những nỗ lực của chính quyền đấy. Nên là để chỉ đẹp thôi. Xong nó xóa đi lại có vẻ thiếu chứ. Mình thôi bước đạp vào bóng đêm hao huyền mà đâu biết âm phủ vàng.
Anh buồn alo alo hơi em yêu ơi say đu ma đu ma nhảy hồi xưa thì ra mình say nên mình mong sao sao trở lại mai đâu mày đã quanh sân là mấy con phố kia ngon và ngủ buồn có con sống rồi kia thì từ khi thấy anh một con hương tay chỉ còn nỗi nhớ với suốt đêm dài có con sóng ngoài gió thì mai cuốn đi rồi chủ nhà thật dài dưỡng trời đi về bạn ta đi về Huy sao đang làm chơi không cũng hôm nay hàng tuần hết và anh muốn người cố gắng đến mấy em ta đi không khi nào trở lại thôi ông gì mới ông quay rồi ai à em cứ quay được được 200 được không anh muốn một bộ 200 được không
xin được yêu. Xa dù xa đôi ta yêu nhau thật lâu. Ôi em vì tình yêu ơi sẽ cho em sang một tay và thử tha cho ngày ấy. Lời đây mình anh tìm mong em như chỉ một nỗi.
Những bản tình ca hát xin tặng anh. Và anh biết trái tim em sẽ hình bóng ai kia, đâu chỉ riêng anh. Và anh sẽ không trách em nữa, chẳng trách em đâu. Và ai sẽ em sẽ quên hết những bản tình ca hát xin tặng anh. Và anh biết trái tim anh đó hình bóng ai kia, đâu chỉ riêng anh. Và anh sẽ không trách em nữa, chẳng trách em đâu. Nếu anh muốn như mình thì ai hơn nhỉ? Người Sài Gòn mà ra lộn không bỏ được. Làm cái khác của họ luôn. Trong Nam đây kiếm tiền nữa em hơn lắm luôn. Kéo cái này vào đấy này. Kiếm tiền nữa em nhiều mà. Người ta hay có hóa lắm.
xem rồi chưa? Đứng chụp mỗi kèo à? Đứng mít, đứng mít các giống ai? Senior à? Úp lên mặt, úp mấy ảnh kiểu này lên đen thôi. Mày chửi tao rồi. Ví dụ bây giờ thì em sẽ bảo thế nào, xoáy đi. Được rồi chào. Có quán rồi. Mấy quán rồi. Anh đi đi với bạn. Anh đi giao lưu. Cô làm ăn. Anh em anh nhậu.
không hàng xịn không phải. Hello.